Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 16 Đây chính là điều y tò mò nhất, rõ ràng y chưa từng có biểu hiện gì đặc biệt đối với Nam Vương. Mọi chuyện đều theo lễ nghi thông thường mà sao Khương Đào Hoa bắt thóp được Nam Vương ra. Người trên người không ư hử gì nữa, có lẽ đã đau đến mức thần trí không còn tỉnh táo. Thẩm Tại dã ngó vết thương, cười lạnh, nói thế nào thì trận này coi như nàng đã thắng, Nam Vương không còn tin ta nữa mà muốn cứu mạng nàng, nói rằng nếu như nàng chết, bất kể chết trong tay ai thì ngài ấy cũng sẽ tính lên đầu ta, đường ai nấy đi với ta. Khương Đào Hoa, nàng đụng chạm lung tung nhưng đã nắm được một cái thóp lợi hại, khiến ta muốn giết nàng ngay lập tức nhưng lại không có cách nào mà đành phải đầu hàng đầu óc đào hoa đã trống rỗng nhưng vẫn có thể nghe thấy lời y nói nàng không khỏi nhếch môi nàng đã thắng rồi không đặt cược sai chỗ tuy mất đi nửa mạng sống nhưng cuối cùng cũng giữ lại được nửa mạng còn lại nói như vậy thì thẩm tại giã không những không thể giết nàng lúc này mà còn muốn tìm mọi cách để cứu sống nàng đối với một người giỏi tính toán như vậy khi đột nhiên bị nàng lừa hẳn là trong lòng y sẽ rất tức giận Chẳng trách bây giờ y lại ra tay với nàng tàn nhẫn như vậy. Nghĩ đến đây, đào hoa cảm thấy nỗi đau xuyên ra thịt này chẳng là gì, nằm trên vai y, còn khẽ cười thành tiếng. Thẩm tại dã nhau mắt lại, nghiêng đầu nhỏ giọng nói vào tai nàng, đừng quá đắc ý, thứ nàng có thể giữ lại cũng chỉ có tính mạng mà thôi. Người vẫn còn ở tướng phủ của y, đắc tội với y trước thì sao có thể sống tốt. Khương đào hoa không lên tiếng nhưng trong lòng cũng chẳng quan tâm đường phải đi từng bước một bước đầu tiên nàng đã thành công thì những bước còn lại sẽ dễ nói hơn nhiều khâu xong mũi cuối cùng thẩm tại giã cắt chỉ thu kim lại liếc nhìn vết thương gớm ghiếc sau ngày hôm nay nàng không cần đợi thị tẩm nữa nhìn là thấy buồn nôn mồ hôi và nước mắt chảy dọc cánh mũi đào hoa không còn sức để tranh luận với y rời khỏi vòng tay y liền ngã xuống giường cau mày ngủ thiếp đi Khâu 28 mũi, không hề kêu đo một tiếng nào, người như vậy đâu phải là nữ nhân mà hoàn toàn là quái vật. Thẩm Tại Dã đứng dậy, nhúng chiếc khăn tay vào nước nóng thanh đài mang đến vắt khô, lau máu trên người nàng, rồi rửa tay sau đó đi ra ngoài. Mục Vô Hạ vẫn chờ ở bên ngoài, một mực hoài nghi có phải Đào Hoa đã tắt thở, nếu không sao lại không có động tĩnh gì. Nhưng khi Thẩm Tại Dã đi ra lại cười nói với hắn, khâu xong vết thương rồi bảo y nữ bôi thuốc và chăm sóc là được. Mục vô hạ sửng sốt, quay đầu nhìn y nữ, y nữ nhanh chóng hành lễ rồi đi vào phòng. Ngài khâu xong rồi. Thẩm tại giã gật đầu, thản nhiên đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của tiểu vương gia. Nếu vương gia đã trói buộc tính mạng của nàng ta với tính mạng của vi thần với nhau thì vi thần đương nhiên sẽ có trách nhiệm với nàng ta. Vậy thì tốt. Thần sắc giãn hẳn ra, mục vô hạ khẽ thở dài, nếu sớm biết thế thì không cần phải vất vả như vậy lời nói dối dù có hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ có lúc bị vạch trần tại sao ngài không thành thật với bổn vương ngay từ đầu thẩm tại giã mỉm cười khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nắng trông vô cùng dịu dàng mọi chuyện vi thần làm đều chỉ vì muốn tốt cho vương gia về phần phải làm như thế nào thì vương gia không cần lo lắng nghĩa là lần này nói dối không thành công là do y kém may mắn lần sau sẽ kín kẽ hơn Tiểu vương ra lại cau mày, muốn bổn vương không can thiệp thì ngài hãy làm chuyện không liên quan đến bổn vương. Một khi có liên quan đến bổn vương, ngài lại muốn tiếp tục lừa gạt bổn vương, liên lụy đến người vô tội, vậy thì đừng trách bổn vương tự tay cắt đứt đường lui của ngài. Khẽ hít một hơi, thẩm tại dã rũ mắt nhìn hắn, vương ra làm khó vi thần thì có ích lợi gì cho ngài sao? Không có, đứng chắp tay sau lưng, hai mắt mục vô hạ vô tư nhìn lại y, nhưng có thể khiến lương tâm bổn vương an yên thì cũng không có hại gì cho bổn vương. Hai người có cùng một mục tiêu nhưng lại đi những con đường khác nhau. Thẩm tại giã luôn cố gắng kéo hắn đi con đường của y, nhưng mục vô hạ nhất quyết muốn tự mình đi. Sự khác biệt này đã giúp đào hoa có cơ hội sống sót cho đến hôm nay. Hít một hơi thật sâu, thẩm tại giã vẫn cười rất tao nhã, vì thần hiểu rồi, Đợi xe ngựa của tướng phủ đến, vi thần sẽ đưa Khương Thị về phủ trước. Được, mục vô hạ gật đầu, nhưng từ nay về sau, bổn vương sẽ thường xuyên tới phủ thăm Khương Thị. Vương gia có thể tới bất cứ lúc nào, thẩm tại giã mím môi, chú ý hành tung là được. Ưm, ừ. chạm lư dừng xe ngựa ở cổng phụ phủ Nam Vương, thẩm tại giã nhẹ nhàng bế đào hoa lên xe trước mặt Nam Vương sau đó rèm xe buông xuống, Khương Đào Hoa liền bị ném xuống đệm mềm một cách thô bạo. Nàng rên một tiếng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, thẩm tại giã nhắm mắt lại, mở cửa xe bên cạnh, cười nói với Nam Vương, Vương ra dừng bước. Mục vô hạ gật đầu, đứng ở cổng nhìn xe ngựa rời khỏi con đường chính trước mặt rồi mới quay người đi về. Chủ tử, chạm lư thúc ngựa đến bên cạnh xe, trầm giọng nói, nếu kế hoạch đã thay đổi, vậy phía cảnh vương nên làm thế nào? Thẩm tại giã xoa xoa ấn đường, nói, đến phủ thông báo một tiếng trước, sai quản gia vào trong cung mời một ngự y, bảo là khương nương tử bị thương. Chạm lư sửng sốt, vết thương của nương tử không phải đã. Đi làm theo lời căn dặn. Vâng, chạm lư đáp lời, cúi đầu không hỏi thêm, thúc ngựa chạy về phía tướng phủ trước. Đào hoa nằm trên đùi thẩm tại giã, không biết có phải cảm thấy mình lại bị người ta tính kế hay không mà lông mày vô thức nhíu lại. Thẩm tại giã cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên mặt nàng, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng khó hiểu, giọng rất nhẹ. Nếu nàng đã thông minh như vậy thì cũng không cần phải khách sáo nữa làm gì. Hồ nước yên tĩnh trong tướng phủ lẽ ra nên có người đến quệ đục từ lâu, nếu nàng đã rơi xuống nước mà vẫn không chết thì chi bằng tạo thêm ít bọt sóng nữa vậy khương đào hoa đang mơ tất nhiên là không nghe được lời thẩm tại giã nói nàng đang đi trên một vùng nước rộng lớn nơi nàng đi qua đều dập dờn những gợn sóng đây là đâu đào hoa kinh ngạc vết thương ở eo nàng vẫn còn rất đau nhưng cả người lại nhẹ như bay xa xa là một cung điện nguy nga lộng lẫy trên mái hiên bằng ngói lưu ly li được đặt những con thần thú chấn hiên những bậc thang bằng đá bạch ngọc kéo dài suốt từ lối vào cung điện đến bờ sông đây là hoàng cung có một giọng nói nói với nàng nếu một ngày nào đó ngươi có thể bước chân vào nơi này chiếm được trái tim của người trên vạn người vậy thì thiên hạ đại ngụy này sẽ đều là của ngươi đều là của ta hai mắt đào hoa phát sáng muốn làm gì thì làm sao phải giọng nói đó trả lời nàng mọi tâm nguyện của ngươi đều có thể được thực hiện vậy thì tốt quá đào hoa mừng rỡ sách váy chạy tới đó nhưng chưa bước được hai bước, eo nàng đã đau đến mức chỉ có thể dừng lại, cao mày nhìn về phía trước. Trước khi chạy tới, phải giữ mạng sống mới là chuyện chính. Giọng nói đó nói, đào hoa, ngươi lại không muốn sống nữa hả? Muốn chứ, có bao giờ nàng không muốn đâu. Nhưng giọng điệu này quen quá. Khương đào hoa cao mày, ngẩng đầu nhìn chung quanh, giọng nói của ngươi là ai? Người nói dừng lại, sau đó có một chậu nước tạt mạnh lên người nàng a à, khương đào hoa giật mình vì lạnh vội vàng mở mắt ngơ ngác lầm bẩm cho dù ta không nhớ tên ngươi ngươi cũng không thể tạt nước ta chứ trong phòng yên tĩnh một hồi sau đó nghe thấy thanh đài trầm giọng quát cố nương tử cố hoài nhu cầm chậu nước đứng ở bên giường trên mặt nửa cười nửa không ây ra ta ta chỉ muốn lau người giúp khương nương tử thôi ai bảo ngươi kéo tay ta mạnh quá. Khương nương tử, ngươi không sao chứ? Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, đào hoa dùng mình, lập tức tỉnh táo, cảm nhận được nước trên mặt và người mình, nghiêng đầu nhìn người đứng bên giường. Áo màu tím phối với váy dài gấm thêu màu vàng, hoa văn trang nhã nhưng chỉ là hoa nhỏ lá vụn, chắc hẳn thân phận cũng tương tự nàng. Khuôn mặt gầy đét giống như mũi khoan, cằm nhọn hót khiến mắt trông rất to, nhưng lông mày lại mảnh đến mức gần như không nhìn thấy nhìn ánh mắt cũng không phải là người hòa đồng không biết mình đã đắc tội gì với nàng ta mà lại trực tiếp đến cửa tạt nước như vậy vị này là thanh đài cao mày muốn nổi giận nhưng lại vướng thân phận chỉ có thể kìm nén đây là cố chủ tử của ôn thanh các cũng là nương tử giống người cùng là nương tử thân phận như nhau chẳng có lý do gì lại bị ả bắt nạt như thế Chương 17 Cố Hoài Nhu cầm chậu đồng suy nghĩ, miễn cưỡng gật đầu, đợi nương tử thay đồ xong, ta sẽ lại vào nói chuyện. Ngươi! Thanh Đài tức giận, người này sao có thể càn quấy như vậy? Chủ tử bị thương nặng cần nghỉ ngơi, nàng ta còn muốn nói gì nữa? Đưa tay giữ Thanh Đài lại, đào hoa mỉm cười gật đầu, được. Cố Hoài Nhu đi ra ngoài, Thanh Đài vội vàng lấy y phục khô, Đỡ Đào Hoa ngồi lên ghế mềm, người để ý đến ả à làm gì?" Rõ ràng là ả à tới gây chuyện. "Ta biết." Đào Hoa môi trắng bạch vừa hít khí lạnh vừa thay đồ ướt ra, cau mày nói, nhưng cố nương tử rất đố kỵ, làm gì cũng không suy nghĩ, cũng thích tranh giành hơn thua. Đối phó với người như vậy, nếu ngươi mặc kệ ả à, thì ả à sẽ càng ngày càng ghét ngươi, về sau chắc chắn sẽ gây rắc rối nhiều hơn. Thanh Đài sững sốt, ngẩng đầu nhìn nàng, Chủ tử biết cố nương tử. Không biết. Vậy sao biết được tính cách của ả à ta? Thanh đài rất kinh ngạc, hai mắt mở to. Không cần đoán cũng biết thanh đài muốn hỏi gì. Đào hoa xua tay bảo nàng mang chăn khô đến ghế mềm, sau khi ngồi xuống rồi mới nhẹ nhàng giải thích. Mấy ngày trước vốn là ngày cố nương tử thị tẩm, không phải tướng ra nửa đêm đến lâm vũ viện sao? Chắc ả à biết lúc đó ta cũng đang ở lâm vũ viện, nghĩ ta cố tình tranh sủng nên hôm nay đến gây rắc rối. Điều này có thể cho thấy cố thị hay ghen và hành động lỗ mãng. Người thông minh một chút sẽ không bao giờ ra mặt vào lúc này. Nàng mới vào tướng phủ, thái độ của tướng gia không rõ ràng lắm mà cố thị dám tới cửa làm như vậy, không phải không có đầu óc thì là gì. Tốt xấu gì nàng vẫn mang danh công chúa hòa thân, đắc tội nàng thì có ích lợi gì cho nàng ta. Thanh đài sừng sốt, Nghiêng đầu suy nghĩ, hình như đúng là như vậy. Có điều, chủ tử cũng chỉ biết mỗi chuyện hôm trước Cố thị đợi thị tẩm thôi mà có thể thuận theo nguyên nhân hậu quả đoán được suy nghĩ của Cố thị. Khẽ dùng mình, thanh đài mím môi, ánh mắt nhìn chủ tử nhà mình lại thêm phần kính sợ. Nô tỳ hiểu rồi. Đào Hoa gật đầu, nhẹ nhàng dịch người nằm xuống ghế mềm. Vừa lận chân xong thì bên ngoài đã có người hỏi, "Khương nương tử xong chưa?" xong rồi thanh đài đáp lời đi ra mở cửa thấy cố thị đi vào thì vội quay về đứng bên cạnh đào hoa cảnh giác nhìn nàng ta cố hoài nhu đi vào ngồi xuống bên giường cúi đầu nhìn khương đào hoa mặt cười nhưng lòng không cười vừa rồi là ta sơ ý hát nước khắp người ngươi mong nương tử đừng để bụng đào hoa cười hiền nói hẳn cũng không phải ngươi cố ý làm khó ta chút chuyện nhỏ này đương nhiên không cần để bụng chuyện nhỏ nàng ta bưng cả một chậu nước lạnh đấy, người này thật là rộng lượng. Cố thị nheo mắt, lạ lùng nói, nương tử rộng lượng, khó trách tướng ra sủng ái muôn phần. Khương Đào Hoa vẫn giữ nụ cười, bình tĩnh hỏi, ra như vậy gọi là muôn phần sủng ái ta. Còn không phải sao? Vốn không muốn nói nhiều nhưng lại bị thái độ rừng rưng của nàng chọc giận, cố thị xa sầm mặt chỉ vì chuyện ngươi bị thương mà trời sắp tối rồi ra vẫn phái người vào cung mời ngự y gây náo loạn cả tướng phủ chỉ ngươi là vẫn có thể ngủ yên cái gì đào hoa thoáng ngơ ngác chớp chớp mắt ra vì thương thế của ta mà phái người vào cung mời ngự y không phải sao cố hoài nhu liếc nhìn đào hoa từ trên xuống dưới không vui nói ngó bộ ngươi cũng không bị thương nặng mấy Gia nóng lòng mời ngự y như vậy chẳng phải là chuyện bé xé ra to sao? Đúng là chuyện bé xé ra to, bởi lẽ nàng ở phủ Nam Vương đã khâu vết thương và bôi thuốc rồi, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi là được, còn mời ngự y làm gì? Y có tấm lòng lương thiện như vậy từ khi nào? Nghĩ đến đây, Đào Hoa chợt nhớ tới lời thầm tại giã nói ở phủ Nam Vương. Y nói, đừng quá đắc ý, thứ nàng có thể giữ lại cũng chỉ có tính mạng mà thôi sống lưng lạnh toát nhìn thái độ của cố thị trước mặt khương đào hoa cảm thấy tim mình đột nhiên rơi xuống vực sâu không đáy con đường phía trước chợt trở nên tối tăm chủ tử đó tức giận thật rồi không thể quang minh chính đại giết nàng nên đổi cách chút giận muốn tìm cách khác chơi chết nàng hậu viện có rất nhiều nữ nhân chỉ nghĩ thôi cũng biết cao thủ không ít y bỗng nhiên mang đến cho nàng nhiều thù hận như vậy nàng phải lấy gì để dẹp loạn đường đường đại nam nhân không đi đấu đá với đàn ông mà lại đi làm khó một nữ tử bé nhỏ như nàng thấy thú vị lắm sao thấy vui lắm sao lặng lẽ chào hỏi tổ tiên đang ngủ yên dưới đất của thẩm tại giã xong đào hoa lấy lại tinh thần vẻ mặt đau khổ nói đúng là bị thương rất nặng suýt chút nữa đã mất mạng dù sao ta cũng từ nước triệu đi lấy chồng xa hôn sự lại liên quan đến bang giao giữa hai nước tướng gia lo lắng cho ta một chút cũng là hợp lý ý là thẩm tại giã mời ngự y không phải vì quan tâm đến nàng mà vì nàng là công chúa hòa thân mong các vị bớt giận vốn tưởng rằng đây là một cái cơ chính đáng chắc cố hoài nhu sẽ tin nhưng không ngờ nghe được lời này nàng ta càng tức giận hơn nương tử không nhắc thì ta quên mất nghe nói nữ tử nước chịu các ngươi giỏi nhất là mê hoặc lòng người cũng chẳng trách ra bị mê hoặc đến chết mê chết mệt thậm chí không ngại phá lệ vì ngươi đừng mang thân phận ra lừa ta, phu nhân của chúng ta là đích nữ của nhà thượng thư nhất phẩm mà cũng chưa từng thấy ra đối tốt như vậy. Ngược lại ngươi chỉ bị thương thôi, ra không những trước sau tìm nhân xâm linh chi cho ngươi mà còn phá lệ trong phủ giữ ngươi lại tranh xuân các ba ngày. Hà, đào hoa kinh ngạc, ba ngày. Ngươi còn chê chưa đủ lâu đúng không? Cố thị cười lạnh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nội quy trong phủ này đã có từ lâu rồi, hôm nay vì ngươi mà rối loạn, sau này trong phủ sẽ không bao giờ yên ổn. Ngươi dẫn đầu tranh sủng, hôm kia dụ ra rời khỏi viện của ta vào lúc nửa đêm, hôm nay lại độc chiếm ra ba ngày, cướp ân của tần nương tử, sau này nhất định cũng sẽ có người tranh sủng với ngươi, cướp ân của ngươi, ngươi hãy đợi đấy. Càng đào, chúng ta đi. Thanh đài ngơ ngác dương mắt nhìn cố thị rời đi với vẻ mặt tức giận, quay đầu nhìn Khương Đào Hoa, chủ tử ngăn nàng ta lại đào hoa quả quyết ra lệnh vâng có mệnh lệnh thì chấp hành thanh đài là con nhà võ thân thủ nhanh hơn đám cố thị nhiều bay tới một trường đóng cửa lại cửa đóng chặt cố thị xa sầm mặt quay đầu khương nương tử có ý gì giữa người với người chỉ có từ từ nói chuyện với nhau mới không xuất hiện hiểu lầm đào hoa mỉm cười dịu dàng môi trắng nhợt yếu ớt nói ta không muốn trở thành kẻ thù với mọi người cũng không muốn độc chiếm ân sủng của gia. Cố nương tử có thể nghe ta nói hết được không? Cố Hoài Nhu vê chiếc khăn tay, cau mày nói, ta không nghĩ mình còn gì để nói với ngươi. Chỉ cần ngươi và ta còn ở trong viện này hầu hạ tướng gia một ngày thì chúng ta sẽ có chuyện để nói. Đào Hoa Thành khẩn nhìn nàng ta, nghe vài câu thôi cũng không thiệt, nhưng nếu ngươi rời tranh xuân các như vậy thì chắc chắn sẽ chịu khổ rất nhiều. Cố Hoài Nhu ngây người, hiển nhiên không tin, ta có thể chịu khổ gì chứ? Thứ cho ta nhiều chuyện hỏi một câu. Đào Hoa cười, hôm nay là ai xúi dục ngươi đến tranh xuân các này? Dựa vào đâu mà ngươi cho rằng có người xúi dục ta mới đến? Ngươi tranh sủng của ta trước, ta đến nói vài câu, không nên sao? Không nên? Đào Hoa lắc đầu, khẳng định, như ngươi nói, ta đang được ra vô cùng sủng ái nếu không phải ngươi bị người khác xúi dục sai khiến thì sao lại đến tính món nợ không gọi là to tát trước đó vào lúc này dù sao đêm đó tướng gia vẫn trở lại ôn thanh các của ngươi mà mắt khẽ động cố hoài nhu quay đầu nhìn xuống đất tự ta muốn đến thật sao đào hoa cười khẽ vậy có lẽ là ta đã nghĩ nhiều rồi không ai muốn hại ngươi là tự ngươi nghĩ không thông so đo tính toán như vậy nếu ra truy cứu thì ngươi định nói thế nào? Nói thế nào là sao? Hôm nay ta cũng đâu có làm gì, chẳng qua là bị nha hoàn của ngươi kéo tay nên tạt nước lên người ngươi mà thôi. Cố Hoài Nhu bĩu môi, ra còn có thể phạt nặng ta hay gì? Có thể. Đào Hoa nhìn nàng ta, không tin thì ngươi cứ quay về đợi, giá nhất định sẽ phạt ngươi thật nặng vì tội tạt nước vào người ta hôm nay. Cố Hoài Nhu nhìn nàng với vẻ không thể nào tin nữ nhân này nghĩ mình là ai nàng đã ở bên gia gần được một năm có thể bị phạt nặng vì chuyện nhỏ nhặt này sao cho dù bây giờ gia coi trọng nàng ta thì cũng không thể đến mức như vậy nếu ngươi không tin thì cứ để lại một nha hoàn trong phòng ta rồi đi thẳng về đào hoa nói ngươi có thể xem ra sẽ xử lý chuyện hôm nay như thế nào trong khi ta không cần nói một lời nếu lời ta nói là đúng thì ngươi hãy tạm thời gác lại thành kiến và đến trò chuyện với ta mặt nàng đã trắng bệch đến mức rất khó coi nhưng vẫn nói đầy tự tin, khiến Cố Hoài Nhu có chút do dự. Không lẽ lời nữ nhân trước mặt nói là sự thật? Người đó thật sự muốn hại nàng ta? Không, so với người lạ không quen biết, nàng ta vẫn sẵn sàng tin tưởng tỉ muội luôn thân thiết với mình. Thanh Đài buông tay ra, Cố Hoài Nhu hất cầm bước ra khỏi cửa phòng. Chỉ là, khi đến cổng tranh Xuân Các, nàng ta vẫn quay đầu lại, nhìn nha hoàn phía sau nói, người ở lại theo dõi. Vâng. Thấy người đã đi rồi, đào hoa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dặn thanh đài cho nha hoàn của cố thị vào phòng trong trốn, đồng thời yêu cầu mọi người không được đề cập chuyện vừa rồi, sau đó mới tiếp tục ngủ. Quậy xong rồi. Trong thư phòng, thẩm tại giã tay cầm sách hỏi một câu. Chạm lư gật đầu, nghe nói cố thị đã tạt thẳng nước lên người khương nương tử. Tay đang lật sách dừng lại, thầm Tại Dã ngước mắt lên, trầm mặc một lát lại cười khẽ, "Được lắm, vậy chúng ta xuất phát thôi." Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 18. Hậu viện này từ trước đến nay luôn sóng yên biển lặng, bởi vì trước đây Thẩm Tại Dã không có dư sức để ứng phó với nữ nhân nên đã đặt ra một bộ quy tắc, mọi việc đều làm theo quy tắc, mặc kệ ai có tâm tư gì cũng không thể gây ra sóng gió. Nhưng tình thế bây giờ đã khác, hầu hết thần tử trong triều đều trung thành với phủ của y, những gì cần kiểm soát đều đã nằm trong tay y, vậy nên đã đến lúc quậy đục hồ nước này để nhân cơ hội có được thứ tốt hơn. Vốn dĩ Khương Đào Hoa đáng lẽ phải chết ở chỗ Cảnh Vương, nếu thế thì y sẽ có thể từng bước gây ra mâu thuẫn giữa hoàng đế và Cảnh Vương, tìm cách khiến Cảnh Vương dựa dẫm, tin tưởng y, cuối cùng bị y lợi dụng. Nhưng đáng tiếc, y đã nhìn lầm nữ nhân Khương Đào Hoa này nằm ngoài dữ liệu của y, không những không chết mà còn có thể lợi dụng ngược lại Nam Vương để bảo toàn tính mạng. Nếu kế hoạch của y bị nàng phá vỡ thì nàng sẽ phải trả cái giá tương ứng. Sống cũng phải có tác dụng của việc sống. Ánh mắt thầm tại giã sâu thẳm, ngó thấy cánh cổng tranh xuân các đang rộng mở trước mặt thì nhấc chân bước vào. Trong sân yên tĩnh, đào hoa đang ngủ trong phòng chính, nhà hoàn bên cạnh thần sắc bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thẩm tại giã cảm thấy hơi kỳ lạ, nếu cố thị đã đến làm loạn thì theo lẽ thường nha hoàn bên cạnh Khương Đào Hoa nhìn thấy y kiểu gì cũng sẽ đi tới cáo trạng chứ. Đứng im không lên tiếng là có ý gì? Sao không ngủ trên giường? Liếc mắt nhìn người trên nhuyễn tháp, y vén áo trò ngồi xuống cạnh giường, đưa tay cầm lấy cổ tay Đào Hoa, bị thương nặng như vậy mà vẫn cố gắng di chuyển thanh đài cúi đầu nói chủ tử cảm thấy ngủ trên giường không thoải mái không thoải mái thẩm tại giã ngẩng đầu ánh mắt u ám nhìn thanh đài ngươi cảm thấy lý do này chính đáng sao thanh đài im lặng cục mắt già làm cây cột bầu không khí trong phòng nhất thời có chút kỳ quái trạm lư đứng một bên rất khó hiểu khương nương tử kỳ lạ nha hoàn bên cạnh cũng kỳ lạ Lúc này không nắm bắt cơ hội tố cáo Cố thị trước mặt tướng ra thì còn đợi gì nữa? Nếu nàng ta không nói gì thì chủ tử nhà hắn biết tìm lý do gì để định tội Cố thị chứ? Bây giờ là lúc Hương nương tử khoe mẽ, cho dù làm gì thì tướng gia cũng đều sẽ bảo vệ và dành cho nàng ta ân sủng tối cao. Nếu là nữ nhân khác thì chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng, sau đó sẽ hơi kiêu ngạo vì được sủng ái, dùng chút chuyện nhỏ nhặt để dẫm đạp lên người khác. Nhưng bây giờ cố thị đã đến gây sự rồi mà Khương Nương Tử vẫn chưa có động tĩnh gì. Không lẽ đường đường là công chúa nhưng vẫn là một kẻ nhu nhược? E là lúc nãy có người tới đây. Thẩm tại giã đột nhiên mở miệng, hờ hững nói một câu. Thanh đài ngước mắt nhìn y, hơi nhướng mày, sao ra biết? Nàng ấy đã thay y phục. Y đưa tay vân về đuôi tóc của đào hoa, tóc còn hơi ướt, chắc là kẻ nào không có mắt tạt nước lên người chủ tử, dường chắc vẫn chưa khô nên nàng ấy mới rời chỗ ngủ thanh đài thoáng kinh ngạc hơi thiếu tự tin liếc nhìn chủ tử nhà mình người này có chút lợi hại nàng ta tưởng rằng không nói thì sẽ không sao không ngờ y lại có thể đoán được bây giờ chủ tử đang hôn mê không ai nói cho nàng ta biết phải làm gì tiếp theo người làm nhà hoàn sao lại to gan như vậy Chạm lư cau mày tạt nước lên người chủ tử theo quy định phải bị đánh 10 gậy. Thanh đài sừng sốt, vô thức lắc đầu, không phải nô tỳ tạt. Không phải ngươi thì là ai? Thẩm tại dã nói, nếu ngươi chỉ ra được thì người tạt nước sẽ bị phạt. Nhưng nếu không chỉ ra được thì ngươi gia đình phía sau lãnh 10 gậy đi. Chuyện này, thanh đài hơi hoảng sợ, nàng ta tâm tư đơn thuần, chỉ biết làm việc theo lời căn dặn của chủ tử, làm sao qua mặt được người đa mưu túc trí như Thẩm Tại Dã? Dù sao chủ tử chỉ nói là không được nói những lời dư thừa, chứ không nói là ngay cả sự thật cũng không được nói. Vậy thì nên nói ra thì hơn nhỉ? Đứng trước sự lựa chọn giữa việc bảo vệ cái mông của mình và mông của người khác, Thành Đài vẫn dứt khoát chọn mông của mình. Cố Nương Tử vừa mới đến đây, nàng ta hít một hơi thật sâu, thành thật nói, Cố Nương Tử muốn giúp chăm sóc chủ tử không ngờ trượt tay tạt nước lên người chủ tử. Chủ tử tỉnh lại cũng không tính toán, nên nô tỳ không bẩm báo với tướng ra. Nhà hoàn đang trốn trong tủ đồ ở phòng trong nghe vậy thì khẽ gật đầu, thầm nghĩ chủ tớ Khương Nương Tử thật là phúc hậu, thật sự không tố cáo cố Nương Tử mà còn giúp chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng ai ngờ, thanh đài vừa mới dứt lời, thẩm tại giã liền đập mạnh xuống ghế khiến đào hoa đang mơ cũng phải cau mày. Hoang đường, Khương Thị đang bị thương nặng mà nàng ta còn tới gây chuyện. Thanh Đài kinh hãi, dù chủ nhân đã nói trước nhưng nàng ta vẫn bị phản ứng khoa trương của thẩm tại giã làm cho giật mình. Vẫn luôn nghĩ rằng tướng gia là người nhã nhặn ôn tồn lễ độ, trường thân ngọc lập, phong độ người người, không ngờ khi tức giận lại đáng sợ như vậy. Mày kiếm sắc lẹm, trong mắt như phủ một lớp sương giá, cả khuôn mặt bỗng chốc toát ra một cơn gió tuyết lạnh nhất mùa đông, khiến ai nhìn vào cũng phải dùng mình tuy nhiên nhìn như thế thì khuôn mặt này thật sự rất đẹp đường nét giống như một tác phẩm điêu khắc trên băng từng nhát dao điêu luyện sắc sảo đưa tay nhéo mình một cái thanh đài dùng mình nhanh chóng tỉnh táo lại quỳ xuống nói tướng ra bớt giận chủ tử đã nói là không tính toán rồi cố nương tử cũng chỉ có ý tốt mà thôi tính tình cố thị thế nào người biết rõ hơn ta sao thẩm tại giã cười lạnh cũng không biết khi nào nàng ta mới có thể hiểu chuyện nếu là người khác thì thôi nhưng với đào hoa mà cũng vậy xem ra cũng đã đến lúc đặt ra quy tắc cho nàng ta rồi thanh đài mím môi chỉ quỳ mà không nói gì thầm nghĩ chủ tử nhà mình tính toán thật chính xác lần này cố thị khó tránh khỏi bị coi như gà dọa khỉ mà giết cho người trong hậu viện xem thẩm tại giã đưa tay lận chân cho đào hoa rồi đứng dậy trầm giọng nói với thanh đài người hãy chăm sóc tốt cho chủ tử của mình. Nếu lại có ai đến quấy giày nàng ấy nghỉ ngơi, người cứ nói là do ta dặn, hết thảy đều hành lễ ở bên ngoài rồi đi, không cho vào phòng chính. Vâng. Chạm lư, đi. Chạm lư khom người gật đầu, đi theo chủ tử ra khỏi tranh xuân các, cũng không hỏi han gì, chỉ đi thẳng đến ôn thanh các. Cố Hoài Nhu đang thẫn thờ ngồi trên nguyễn tháp, trong đầu suy đi nghĩ lại những lời của Khương Đào Hoa nàng ta đến tranh xuân các không chỉ vì món nợ cũ ở Lâm Vũ Viện lần trước mà còn vì Liễu Thị. Liễu Thị nói, Khương Thị giỏi mỹ thuật, cũng giống như tỷ, nhưng hơn tỷ một bậc. Có chân châu rồi thì ai thèm quan tâm đến mắt cá. Tỷ tỷ cũng nên sớm lên kế hoạch cho mình, đừng đợi đến khi ân sủng bị cướp sạch rồi mới nhớ ra mà dãy rùa. Liên tưởng đến chuyện tướng gia không sủng hạnh mình đêm hôm ấy, trong lòng cố thị không khỏi có chút oán hận rồi lại thấy ra vì Khương Thị mà phái người vào cung mời ngự y lúc chạm vạng thì lập tức tức giận, mỗi khi nóng lên là liền chạy đến nhà người ta gây chuyện. Bình tĩnh lại suy nghĩ, Khương Đào Hoa nói cũng không phải không có lý, trong viện này có rất nhiều người thâm tàng bất lộ, cũng không ít người có lòng đố kỵ, tại sao chỉ có nàng ta xông ra ngoài chứ? Tuy không tin tướng ra sẽ vì chút chuyện này mà phạt nặng nàng ta, nhưng có phải bản thân nàng ta thật sự đang bị lợi dụng? Nghĩ cũng thấy không thể nào, Liễu Thị là tỉ muội của nàng ta, tình cảm nhiều năm như vậy, sao muội ấy có thể hại mình được? Đang xoắn suýt thì trước cổng sân bỗng vang lên một tiếng động lớn, giống như có ai đạp tung cửa. Cố Thị giật mình đứng dậy, cao mày gọi, càng đào, ngươi đang làm gì vậy? Càng đào chạy bước nhỏ vào, còn chưa kịp nháy mắt thì thẩm tại dã đã xài bước phía sau, đứng ngay trước mặt nàng ta. Giá, bị sắc mặt của y làm cho giật mình, cố thị không đứng vững mà ngã ngồi xuống nhuyễn tháp, ngơ ngác nhìn y, ngài làm sao thế? Sao tức giận quá vậy? Ta làm sao, nàng không biết ư? Thẩm tại giã cục mắt nhìn nàng ta, nàng đã làm chuyện tốt gì? Trong lòng chợt run rẩy, nàng ta vô thức mở miệng nói, Khương Nương tử cáo trạng thật sao? Thẩm Tại Dã không trả lời, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận, đưa tay ném chén trà, trà trong chén bắn tứ tung, các nha hoàn đều kinh hãi quỳ xuống, Cố Hoài Nhu cũng suýt thì không ngồi vững. Khương thị từ nước chịu gà đến đây, nàng quậy như thế thật đúng là không biết chừng mực. Trách mắng một câu, Thẩm Tại Dã lạnh lùng nói, nếu vết thương của nàng ấy vì nàng mà trầm trọng hơn, vậy nàng sẽ khó mà thoát tội nếu mọi người trong đều học theo thói ác độc như nàng thì sẽ không bao giờ có lấy ngày yên bình. nếu hôm nay không phạt nàng thì trong phủ này sẽ không còn quy củ nữa. Ra, cố hoài nhu vừa tức vừa tủi, thiếp thân cũng không làm chuyện gì quá đáng mà, dội nước lạnh lên người khương thị mà còn không quá đáng. thẩm tại giã cười lạnh, phải giết người thì mới gọi là quá đáng sao? nàng ấy bị thương nặng suýt mất mạng khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở. Lỡ như chậu nước này lại khiến nàng ấy bị nhiễm phong hàn bệnh tình càng thêm nặng thì phải làm sao? Thiếp thân Trước giờ nàng không ít lần dở trò ở trong viện này, niệm tình nàng bản tính không xấu, ta cũng không để bụng. Bây giờ xem ra nàng thật sự ích kỷ tùy hứng, lòng dạ lại ác độc. Phất tay ngắt lời nàng ta, thẩm tại dã nói, nàng cũng không cần nói nhiều nữa, trong phủ này không theo phép tắc sẽ không thành quy tắc. Tuy nàng và Khương Thị đều là nương tử nhưng nàng ỉ mạnh hiếp yếu, đi ngược lại đức tính khoan dung đoan trang của nữ tử, phạt ba tháng lương, thu thẻ bài thị tầm nửa năm. Hít vào một hơi khí lạnh, cố hoài nhu trợn mắt không thể tin được, cho rằng mình đã nghe lầm. Nàng ta là người vào tướng phủ từ rất sớm, còn là thân phận nương tử, luôn được tướng gia sùng ái, sao có thể sao có thể chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà không được thị tẩm tận nửa năm? Có phải hơi nặng rồi không? Chạm lư khẽ giọng hỏi. Thẩm tại giã lắc đầu, ánh mắt u ám, nếu không phải đào hoa nói không tính toán thì còn phạt nặng hơn nữa. Cổ họng nghẹn cứng, phải một lúc lâu cố hoài nhu mới tìm lại được giọng nói của mình, nước mắt lưng tròng. Ra, thiếp thân đã ở bên cạnh ngài hầu hạ lâu như vậy, trong lòng ngài thật sự cho rằng thiếp thân không bằng Khương Thị đến vậy sao? Thẩm tại giã nâng cằm, ánh mắt tối sầm, nhìn nàng ta một lúc, cũng không trả lời mà đi thẳng ra ngoài. Dáng vẻ này của y càng khiến cố thị khó chịu hơn là trả lời, rõ ràng có nghĩa là không những không bằng mà thậm chí y còn lười giải thích. Ngã ngồi xuống nguyễn tháp, cố hoài nhu nhìn bóng dáng thẩm tại giã biến mất ngoài cửa, cuối cùng không nhịn được gào khóc thật to chương 19 Càng đào vội vàng nhào tới, không biết làm sao mà hô, chủ tử. Cố thị khóc rất hung, âm thanh tuy nhiên lớn, không có nhiều ít nước mắt, dỗi tay bắt cái gì liền hướng bên ngoài ném, phát thật lớn một trận tính khí, chọc được gia nô nha hoàn bên ngoài các ôn thanh tạt qua đều tới tấp hướng bên trong nhìn. Có lanh lợi vừa điểm, nghe một chốc lát, liền sách váy hướng sân nhỏ khác thông gió đi rồi cố hoài nhu cũng là cái ồn ảo lên không quan tâm tùy ý càng đào làm sao khuyên đều không có có thể tiếng đình chỉ thẳng đến nhỏ về sau nửa canh giờ cuống họng câm rồi mới chậm rãi yên tĩnh ngài cái này lại là cớ gì nè càng đào nhỏ giọng nói ra này một phạt trong sân nhỏ không biết rõ nhiều ít người làm trò cười ngài lại dạng này vừa khóc các nàng không phải càng đắc ý rồi ai yêu đắc ý liền nhường các nàng đắc ý đi thút tha thút thít hai tiếng, cố thị cầm âm thanh nói, ta trong đầu này không thoải mái, người tổng không thể khóc đều không khiến ta khóc. Càng đào không ngừng than thở, chủ tử của nhà mình ngẫu nhiên cũng xem như tinh minh, lại cứ chính là tính nết nuông chiều từ bé này, một khi náo lên chính là hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, chỉ quản bản thân nhất thời thoải mái. Nàng cái này làm nha hoàn, cũng không thể nói lời, chỉ có thể kiên trì đến cùng đánh tới nước nóng khiến chủ tử rửa đem mặt. Cố thị sưng con mắt giận dỗi, thế nào muốn đều cảm thấy ủy khuất. Bà lương tháng tháng ngược lại không tính cái gì, nàng có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, tiền không phải vấn đề. Nhưng nửa năm không thể thị tẩm, nửa năm về sau kia, ai còn nhớ được nàng? Tại trong sân nhỏ này mất sủng, vậy nàng còn có cái gì dùng? Ai còn nguyện ý tiếp tục hầu hạ nàng giúp nàng? Nguyên cho rằng là Khương thị khoa trương, không nghĩ đến nàng vậy mà thực nói chúng rồi. Càng đào, Kim Ngọc theo các tranh xuân trở về không có. Cố Hoài Nhu đột nhiên nhớ tới, quay đầu hỏi. Càng đào ra ngoài nhìn nhìn, không đầy một lát liền đem trước kia lưu ở tiểu nha hoàn của các tranh xuân cho lĩnh tiến đến. Bên kia các tranh xuân phát sinh cái gì? Cố Hoài Nhu nhíu mày hỏi. Chủ tử, Kim Ngọc quỳ xuống đạo, nô tỳ một mực tại trong phòng trong nghe, Khương Thị hôn mê bất tỉnh, nàng nha hoàn bên cạnh cũng không có cáo trạng, ngược lại chỉ nói là chủ tử ngài không cẩn thận rơi vãi nước, không nghĩ đến ra vậy mà còn phát lửa, nói muốn cầm ngài lập quy củ. Đều vì ta dạng này giải vây rồi, ra ngược lại còn nổi giận. Cố Thị không tin, ngươi xác định các nàng chưa làm động tác nhỏ gì. Nô tỳ chính tai nghe, Khương Nương Tử chủ tớ quả thật là thành tâm vì ngài nói chuyện, nhưng là tướng ra. Kim Ngọc cũng nghĩ không rõ ràng tướng ra là thế nào rồi. Cố Hoài Nhu trầm mặc, nết khăn nghĩ một hồi lâu, lại khí lại nghi hoặc. Ra trước kia theo chưa từng nổi giận với ai, xử phạt cũng là rất nhẹ, Khương Đào Hoa bất quá là cái công chúa gả sai rồi vừa qua cửa, triệu quốc suy thoái, danh tiếng của công chúa vậy chính là cái cái thủng rỗng, không có quyền không có tiền, ra bằng cái gì đối đãi với mắt khác của nàng. Như ta nói là đúng, vậy ngươi liền tạm thời bỏ xuống thành kiến, lại qua tới cùng ta tâm sự. Trong tâm trí đột nhiên vang lên câu nói này Khương Thị nói, tâm thần cố hoài nhu khẽ nhúc nhích, duỗi tay chiêu kim ngọc qua tới nhỏ giọng nói. Ngươi tiếp tục hồi tranh xuân cắt đi xem, đợi Khương Thị tỉnh rồi, tìm ra không thời điểm tại, trở về bẩm báo. Là, Kim Ngọc ứng rồi, cung kính mà lui ra. Các tranh xuân tình huống của khương đào hoa quả thực là không thể lạc quan vết thương lớn thiếu máu nhiều lại một mực tại dày vò ngự y đến còn thật phái lên công dụng người trong hết thảy các tranh xuân bận rộn một buổi tối mới nhặt trở về nàng nửa cái mạng thẩm tại giã nhàn nhã mà ngồi ở phòng ngoài xem mọi người ra ra vào vào bưng thuốc đưa nước chỉ quản xem bản thân công văn trong tay nửa điểm bất vi sở động rêu xanh có chút cáu người nói ngươi hoặc là liền đừng tại trong gian nhà này nán lại muốn nán lại cũng tốt xấu phối hợp một phát bầu không khí lộ ra điểm lo lắng thần sắc sốt ruột nha một bộ không phải việc của mình bộ dáng nhìn liền khiến người đến khí cũng may mà nhà mình chủ tử thông minh hiểu được tìm nam vương đương chỗ dựa không vậy liền lấy thẩm tại dã cái này tâm địa sắt đá khẳng định sẽ không quản nàng chết sống cái này đến cùng là gả cái người gì a hát lắc đầu thở dài, rêu xanh tại bên giường ngồi xuống, niết đào hoa tay lạnh buốt, nhẹ nhàng trà sát cho nàng ấm áp. Trong ngủ mơ thật giống không quá an ổn, Khương đào hoa một mực nhăn lông mày, tựa như là tại phi nước đại, biểu cảm khẩn trương cực kỳ. Môi tái nhợt lúng túng hai phát, dường như tại hô cái gì. Rêu xanh sững sờ, không nhịn được liền gần sát nàng, cẩn thận nghe nghe. Vương bát đàn vương bát đản ngươi cho ta dừng lại. Dí, rêu xanh đần rồi, ngẩng đầu xem xem chủ tử của nhà mình, lại cúi đầu nghe nghe, thật giống không có nghe lầm. Có vẻ nàng đây không phải tại bị người truy, mà là tại truy sát ai a hát. Nàng tiến cung cũng muộn, không biết rõ vị chủ tử này trước kia phát sinh chút cái gì. Bất quá cũng không có nghe nói Khương Đào Hoa cùng ai có thâm cửu đại hận A-Hát, thế nào biết trong mộng đều tại nhớ nhung đang suy nghĩ nè sau lưng thình lình vang lên âm thanh của thẩm tại dã nàng tại nói cái gì dọa được kém điểm không có ngồi vững vàng rêu xanh vội vàng đứng dậy đứng đến một bên cúi đầu đạo chủ tử tại nói nói mớ nè nghe không tin tường. hơi hơi nhíu mày thẩm tại dã vậy mà cũng ngồi xuống cúi tai đi nghe nhưng là không biết rõ phải hay không đã đuổi tới rồi đào hoa không có lại nói chuyện chỉ là đầu lông mày còn nhăn thành một đoàn chủ tử nhà ngươi đây là tật xấu gì? Cười khẽ một tiếng, thẩm tại giã rỗi tay liền đi lông mày đem nàng cho xoa ra rồi, nằm ngủ đều nhíu mày, sau này sẽ rất khó xem. Xuôi theo tay của hắn nhìn nhìn, rêu xanh rất hẳn hoi mà hỏi, tướng ra cảm thấy nhà ta chủ tử khó coi à? Thu hồi tay của bản thân, thẩm tại giã trầm mặc. Trước mặt người này ngủ an ổn chút rồi, một trương mặt tái nhợt tiểu tụy, lại không tư thái nhếch nhác, lông mày như lá liễu dù cho nhăn cũng là nhường người cảm thấy đau lòng tịnh không khó xem nữ nhân này đẹp phải có một loại công kích tính cho nên lúc đôi con ngươi mở kia hắn rất không ưa thích trái lại là dạng này an tĩnh mà ngủ nhường hắn cảm thấy đáng yêu nữ nhi gia liền cần thành thành thật thật động tâm tư nhỏ nữ nhi gia không muốn quá xuẩn cũng không muốn quá thông minh giống khương đào hoa loại này thông minh người quá mức dễ dàng bạc mệnh. Thiên hạ dù sao vẫn là thiên hạ của nam nhân, không có nữ nhân chuyện gì. Đào hoa lật cái thân, nha nện một phát miệng, tưởng tượng lúc thường dạng kia đem thân thể cuộn mình lên, lại giống là kéo vết thương, đau kêu rên một tiếng. Ngủ cái cảm giác như vậy không thành thực. Thẩm tại dã nhíu mày, duỗi tay liền thân thể đem nàng cho bầy chính, khiến nàng nằm thẳng. Thuận tay kéo qua đai lưng bên cạnh phóng, đem hai chân của nàng bó ở trên giường, lại tìm cầm đái, đem bả vai của nàng cùng nhau cố định, kêu nàng lật không được thân. Rêu xanh, dạng chủ tử này sẽ không thoải mái nha. Tổng lại kéo vết thương hơn nàng tốt. Thẩm tại dã nói, đứng dậy đem bàn công văn lên đều chuyển qua tới, dựa vào bên giường tiếp tục xem. Ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài một mắt, rêu xanh có chút ngoài ý muốn, ngài muốn gác đêm mà còn có hai cái canh giờ liền hừng đông rồi, gác đêm hay không, có phân biệt à? Không đếm xỉa tới mà mở miệng, thẩm tại giã nói, người đi xuống nghỉ ngơi chính là, ngày mai hừng đông lại đến. Rêu xanh sững sờ, rất là không yên tâm mà xem một mắt của hắn. Tâm tư của người này thế nào khó hiểu như vậy nè? Đường đường thừa tướng, cho một phòng bên gác đêm, cũng xem như mới nghe lần đầu nha. Muốn thật là quan tâm, vậy vì cái gì nhìn lên tới hoàn toàn là một bộ không phải việc của mình biểu cảm có thể như là không quan tâm nha làm cái gì còn muốn lưu tại nơi này nàng nghĩ không rõ ràng như là chủ tử còn tỉnh khẳng định có thể để điểm nàng một hai hiện tại đáng tiếc chủ tử còn tại hôn mê do dự một chốc lát rêu xanh vẫn là lựa chọn đi trên ghế dựa của phòng ngoài nghỉ ngơi vạn nhất có động tĩnh gì cũng thật kịp tới thẩm tại dã đơn thuần là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu, đều cho Khương Đào Hoa gác đêm rồi, cái này muốn cứu tâm của nàng liền xem như rõ rõ ràng ràng rồi nha. Truyền đi bên kia Nam Vương, cũng là cái lần nữa lấy được cơ hội của tín nhiệm. Nhưng là, nữ nhân này nằm ngủ vì cái gì như vậy không thành thực. Không phải hừ hừ chính là muốn xoay người, đầu lông mày nhăn lại lòng, nới lòng lại nhăn, quấy được chữ của hắn đều xem không vào trong lòng có chút bực bội, thẩm tại dã dứt khoát thoát ngoại bào, lên giường đi rũi tay đem nàng ngăn lấy, nhẹ nhàng đập vai như dỗ trẻ con. Cái này vừa đập, Khương Đào Hoa còn thật liền thành thực rồi, dựa vào hắn, vô thanh vô tức mà ngủ say. Vẫn là cần phải kể nam nhân mới có thể ngủ thoải mái. Thẩm tại dã mím môi, ruồng bỏ mà xem một mắt của nàng, động tác trên tay lại không dám ngừng, ôn nhu lại khinh xảo biểu cảm trên mặt cùng động tác trên tay hình thành tương phản mãnh liệt, nhường hắn chọn cả người nhìn lên tới giống là rút đi thừa tướng ra tầng cáo giả xảo quyệt kia, lộ ra một cái xoắn suýt thiên tính của hải tử. Như là chạm lư tại khẳng định là muốn bị kinh nhảy dựng. Chạm lư đáng tiếc đi làm sự tình khác rồi, hết thải phòng trong liền bọn hắn hai người. Đập đập, không biết rõ qua rồi bao lâu, thẩm tại giã bản thân cũng hãm rồi hắn trong lòng đối với Khương Đào Hoa đã có đề phòng độ cao, vốn là không cần phải tại nơi này ngủ, nhưng là lại quả thực quá mệt, không muốn nhúc nhích, đến mức dần dần lâm vào bản thân trong ngủ mơ còn một mực tại dãy rùa, thời thời khắc khắc muốn theo trong mộng rời đi. Loại tâm tình quấn quýt này một mực duy trì liên tục đến ngày thứ hai tỉnh lại. Mở ra mắt, đập vào mi mắt vậy mà là một đôi con ngươi của Khương Đào Hoa, trong thanh tịnh mang một ít mê mang, ngây ngốc ngốc mà xem hắn hắn hoàn toàn có thể theo trong con mắt của nàng trông thấy bản thân đồng dạng mang theo điểm mờ mịt không hề bản thân của đề phòng trong lòng vừa trầm thẩm tại giã xoay người mà dậy kéo ngoại bào bên cạnh liền khoác ở trên người sắc mặt khó coi được rất bước nhanh liền rời đi rồi hắn có khí rời giường a hát đào hoa sững sờ mà hỏi một câu rêu xanh nâng chậu nước có chút cổ quái mà nói đại khái là không có ngủ ngon nha chủ tử ngài trước rửa mặt ừ ngủ một buổi tối lại dùng thuốc đào hoa khí sắc hôm nay tuy nhiên vẫn là không tốt lại không đến mức giống hôm qua dạng kia cùng chết như người rồi miễn cưỡng rửa đem mặt nàng vẫn là muốn tiếp tục nằm bên kia cố thị xảy ra chuyện rồi sao rêu xanh gật đầu như sở liệu chủ tử còn thật là sáo lộ này a hát Khương Đào Hoa mừng rồi, có thể dựa theo phát triển nàng nghĩ, vậy nàng liền sẽ có cùng thể đánh bạc thẩm tại dã đàm phán. Trong lòng thẩm tại giã liền rất xem thường nữ nhân, như là không khiến hắn rõ ràng giá trị của bản thân, hắn khả năng còn biết cảm thấy giết nàng càng bớt việc. Hắn đây hồi tưởng phá quy củ trong sân nhỏ lập, đào loạn một ao này nước tĩnh, theo đó được đến cái gì, nàng có thể giúp đỡ. Nhưng là, Muốn thuận tiện khiến nàng trở thành mục tiêu công kích, bị nhốt ở trong biệt phủ này không được nhúc nhích, không có tinh lực dư thừa cùng Nam Vương Vãng Lai, vậy chính là hắn nghĩ được quá đơn giản rồi. Nam nhân tự đại, luôn là muốn ăn điểm thiệt thòi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 20. Nửa tháng, ánh mắt khẽ động, thẩm tại dã hỏi một câu, nếu không nằm yên nửa tháng mà không ngừng hoạt động thì sẽ thế nào? ngự y ngây người ngẩng đầu nhìn y ánh mắt chợt trở nên kỳ quái nếu không tĩnh dưỡng vết thương sẽ vỡ ra mất máu chóng mặt người chịu khổ vẫn là bản thân nương tử nếu thừa tướng thật sự yêu thương nương tử thì cũng nên nhịn một chút trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì đó thẩm tại giã cũng không để ý đến những lời phía sau chỉ xem như là lời dặn của ngự y lịch sự gật đầu ta biết rồi làm phiền ngài ngự y thở dài đeo hòm thuốc lên lưng xoay người rời đi. Thầm nghĩ lời đồn bên ngoài nói thẩm thừa tướng ham nữ sắc cũng không phải là không có căn cứ. Người ta đã bị thương ra nông nỗi vậy rồi mà vẫn nghĩ đến chuyện phòng the. Nghe mình nói thế mà mặt không hề đỏ tim cũng không đập nhanh. Giới trẻ ngày nay. 2. Đưa mắt tiễn ngự y đi, thẩm tại giã sắn tay áo đi về phía lâm vũ viện nếu Khương đào hoa nửa tháng không thể động đậy thì bình thường y để một người ở lại tranh xuân các trông chừng là được ban đêm lại đến trình diễn màn ân ái là đủ rồi nói là ba ngày đều sẽ ở tranh xuân các vậy hai nữ nhân tiếp theo bị mất sủng chắc chắn sẽ không để yên Cố Thị đã bị y giáng tội chỉ đợi bị dẫm một cái nữa thì vị trí nương tử sẽ trống một chỗ thái độ của hai nữ nhân tiếp theo cũng sẽ quyết định sự thay đổi ân sủng của họ trong hậu viện này của y, mỗi nữ nhân đều có liên quan đến thế lực trong triều. Hơn nữa mối quan hệ còn rất sâu sắc nên việc giải quyết không đơn giản như vậy. Đường kim hoàng thượng có bốn hoàng tử, tất cả đều đã được phong vương. Tuy cảnh vương vẫn luôn được sủng ái nhất, nhưng gần đây du vương lại rất có khí thế, nhất thời không rõ ai cao hơn ai thấp hơn. Hằng vương ở phía sau tuy rằng thế lực không lớn nhưng lại có tài văn chương, biết đạo trị quốc, cũng có dã tâm, tình thế tương lai cũng không hẳn sẽ kém. Cuối cùng là Nam Vương. Người duy nhất không nhét nữ nhân vào phủ thừa tướng chính là Nam Vương. Khẽ nhếch môi, thẩm tại giã ngẩng đầu nhìn bầu trời đại ngụy. Đại quốc sừng sững, hoàng đế đang ở thời kỳ hoàng kim, quốc lực cường thịnh, mọi ngành nghề đều thịnh vượng, thật là một đất nước rất tốt đẹp. Trông rất giống một thanh kiếm tuyệt thế sắc bén. Thu hồi ánh mắt, y thấp giọng nói, chạm lư, dắt con hãn huyết bảo mã mới nhập vào phủ đến phủ cảnh vương đi. Vâng, chạm lư đáp lời, quay người đi làm. Tướng ra không còn ở tranh xuân các nữa, Kim Ngọc liền nhanh chóng âm thầm quay về báo tin cho Cố Hoài Nhu. Đợi đến giờ ngọ người làm đều đi ăn trưa, Cố Hoài Nhu lặng lẽ đi vào phòng đào hoa. Khương đào hoa đang ăn cơm, tuy không thèm ăn nhưng nàng vẫn ăn bất cứ thứ gì có thể để khỏi bệnh càng sớm càng tốt khi cố thị bước vào nàng vẫn đang loay hoay với cái chân gà a à, người tới rồi à quay đầu nhìn thấy người đào hoa lau miệng cười tít mắt nhìn nàng ta sắc mặt không tốt lắm là do bên ngoài lạnh quá sao cố hoài nhu đứng ở trước giường lạnh lùng nhìn nàng mùa xuân đến rồi bên ngoài sao có thể lạnh được chỉ có lòng người lạnh mà thôi thân sắc không thay đổi đào hoa chỉ vào giường nhẹ giọng nói ngồi xuống đi đã, đứng mệt lắm đó. Có phải ngươi đắc ý lắm không? Cố Hoài Nhu sắc mặt tối sầm, không vui nhìn nàng, đoán chúng ra sẽ phạt nặng ta, ngươi đắc ý lắm phải không? Cơn giận lớn quá nhỉ, xem ra thẩm tại giã thật sự không nương tay. Thu lại thần sắc, Khương Đào Hoa nghiêm túc nói, ta không có gì để đắc ý cả, ngược lại có chút thông cảm với ngươi. Giá như ngươi sớm nghe lời ta thì đã tốt rồi cứ phải quậy tới bước này. Ngươi, cố hoài nhu muốn nổi nóng, nhưng trong lòng lại hơi sợ, nghiến răng nghiến lợi hồi lâu cũng chỉ có thể cúi người, ngồi bên giường nói, ta không hiểu. Ngươi không hiểu tại sao ra lại phạt mình nặng như vậy. Đúng, đào hoa cười, chỉ tay vào mình, bởi vì ra không muốn ta sống tốt. Cho nên trước tiên sẽ khiến mọi người trong viện này không sống tốt, hơn nữa còn tính hết lên đầu ta. Cố thị thoáng ngẩn người, cau mày, ý ngươi là sao? Ví dụ như chuyện lần này, nếu hôm qua ta không nói những lời đó với ngươi thì hôm nay ra phạt ngươi, ngươi còn tới nói chuyện với ta sao? Đào Hoa mím môi, với tính tình của ngươi, chắc chắn ngươi sẽ ghi hận trong lòng, sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ trừng phạt ta đến chết, có phải không? Cố thị giật mình, quay mặt đi, ta không phải người như vậy, ai? Ai lại nhỏ mọn như thế? chẳng qua là ngươi cướp ân sủng của ta là sự thật, hại ta bị phạt cũng là sự thật, sau này ngươi phạm lỗi, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng Cố Hoài Nhu hiểu rõ việc mình làm có thể còn nghiêm trọng hơn những gì Khương Đào Hoa nói, không chừng còn cố ý ra tay xử lý nàng để xoa dịu hận thù. Đào Hoa cười cười, cũng không phản bác mà chỉ nói, dù thế nào, ta và ngươi cũng đã có mâu thuẫn sâu sắc, sau này sẽ là thù địch của nhau. Mỗi người đều sẽ không sống yên ổn. Nhưng trên thực tế là ta vô tội, ta chẳng làm gì cả mà tự dưng có thêm một kẻ thù là ngươi. Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, Cố Thị im lặng. Hình như đúng là như vậy, nhưng sao lại như vậy được? Đàn ông đóng vai trò lớn nhất trong hậu viện này. Đào Hoa ho hai tiếng rồi nói tiếp, ai ghét ai, ai thân ai, thật ra chỉ có gia mới có thể ảnh hưởng bởi vì chẳng phải chúng ta chỉ hướng về ngài ấy mà sống hay sao? cho nên ngài ấy muốn khiến ta khó sống, thật sự quá đơn giản, chỉ cần sùng ta trước, vì ta mà không ngại trừng phạt nặng nề người khác, tước đoạt ân sủng của người khác đem cho ta, một ngày nào đó sẽ khiến tất cả mọi người thù ta. vậy thì rồi có một ngày ngài ấy không sùng ái, không bảo vệ ta nữa, thì ta sẽ như rơi vào hang rắn và không bao giờ có được cuộc sống tốt đẹp nữa. nói như vậy nương tử có thể hiểu được không? Cố thị hơi đờ đẫn, ngơ ngác nhìn nàng, tại sao ra phải làm khó ngươi? Khương Đào Hoa không thể nói cho nàng ta biết nguyên nhân cụ thể, chỉ cụp mắt vuốt ve ống tay áo, thở dài, bởi vì ngày đó gả nhầm, ta đã đắc tội với ra, khiến ra xấu hổ, cho nên. Khiến ra xấu hổ, cố thị mở to mắt, đã xảy ra chuyện gì? Có chút khó nói, Đào Hoa mím môi, Vẻ mặt rụt rè nhìn quanh phòng. Cố Hoài Nhu quay đầu nói với Càng Đào, "Ngươi và Nha Hoàn này đi ra ngoài." "Vâng." Càng Đào khuỵu gối, cùng Thanh Đài lui ra, đóng cửa lại. Đào Hoa thở dài nặng nề, ấp a ấp úng nhìn Cố Hoài Nhu, "Thời gian ngươi ở trong phủ lâu hơn ta mà không phát hiện ra có vấn đề gì sao?" Cố Hoài Nhu dừng lại, cúi đầu suy nghĩ, vẻ mặt trở nên cổ quái, "Ý ngươi là Chuyện phòng the. Ồ, nàng vốn định vu khống thẩm tại giã không cương, kết quả lại thật sự có vấn đề gì sao? Mắt đào hoa sáng lên, lập tức hưng phấn dựa vào đầu giường, do dự nói, người cũng phát hiện ra sao? Đúng vậy, chuyện này trong phủ không gọi là bí mật, mọi người đều ngầm biết. Cố Hoài Nhu nói, nhưng sở thích quái gở đó cũng không tính là gì, người đã làm gì đắc tội ngài ấy? Sở thích quái gở? đào hoa sừng sốt tim không khỏi đập mạnh đêm viên phòng với thẩm tại dã nàng không phát hiện ra sở thích quái gở gì không lẽ người này thật ra có khuynh hướng ngược đãi người khác hay là có sở thích đặc biệt gì toàn thân cảm thấy kích động đào hoa giả vừa bối rối ta cảm thấy mọi thứ đều bình thường nhưng không hiểu sao ra lại rất tức giận nói ta hỗn xược cố hoài nhu kinh ngạc không lẽ ngươi thắp đèn à đào hoa suy nghĩ rồi gật đầu trời ạ à, vậy thì chẳng trách cố hoài nhu liếc nàng một cái vân vê khăn tay ngươi là người mới nên có thể không biết buổi tối khi ra ngủ trong phòng không được có chút ánh sáng nào nếu không ngài ấy sẽ rất cáu kỉnh và nổi trận lôi đình xung quanh cửa sổ nhà chúng ta đều có rèm dày chính là chuẩn bị cho ra đó còn có chuyện này nữa sao khương đào hoa kinh ngạc nhớ tới đêm đó ở hợp phong vũ trang rất sáng đến mức thấy rõ khuôn mặt đẹp trai của thẩm tại dã, Y không làm gì cả, sao lại không muốn thấy ánh sáng? Tạm gác lại mối nghi ngờ này, đào hoa nhìn cố hoài nhu, thì ra là vậy, buổi tối ta thích mở đèn đi ngủ, khó trách ra lại tức giận như thế. Lúc đó ta bị chúng mị độc, đầu óc cũng không tỉnh táo, còn cãi nhau với ngài ấy một trận thật to, chắc là ra hận ta lắm, nếu không phải vì thân phận công chúa, ta e là đã không sống được đến bây giờ thì ra là vậy cố hoài như gật đầu nghĩ đi nghĩ lại trong lòng cũng gọi là thoải mái hơn một chút nếu ra vì muốn cuối cùng giết chết khương đào hoa nên đối xử với nàng ta như vậy thì nàng cũng không đến mức quá ấm ức thật ra chúng ta đều chỉ là quân cờ trong tay ra mà thôi đào hoa nhìn nàng ta thở dài nếu thật sự để mặc ra thao túng mà căm thù lẫn nhau vậy thì cuối cùng chỉ có hai bên đều thiệt nếu hôm nay nương tử đã đến rồi chi bằng chúng ta hãy nghĩ cách đôi bên cùng có lợi đều tốt cho tất cả mọi người thế nào người có cách gì cố thị cảnh giác nhìn nàng đào hoa mỉm cười hiện tại ta đang đắc sủng ngươi thất sủng ta có thể giúp ngươi trong thời gian ngươi thất sủng để ngươi không đến mức bị đám nô tài thấy cao dẫm thấp trong phủ ức hiếp nhưng để đáp lại vẫn mong nương tử sẽ đứng chung một con thuyền với ta chớ định hại ta cố hoài nhu trầm mặc đào mắt mấy cái đứng dậy nói chuyện này ta phải quay về suy nghĩ không thành vấn đề đào hoa ngẩng đầu nhìn nàng ta với tình hình hiện tại nương tử thường xuyên đến tranh xuân các cũng không tiện nếu đồng ý với ý kiến của ta chỉ cần gửi cho ta một túi thơm màu đỏ nếu không đồng ý thì sau này nương tử vinh hay nhục ta đều sẽ không nhúng tay vào nữa được cố hoài nhu nhìn nàng thêm vài lần nữa khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi Càng Đào vẫn đang đợi bên ngoài, nhìn thấy nàng ta đi ra liền đi theo ra khỏi Tranh Xuân Các, đến Ôn Thanh Các. "Ngươi cảm thấy Khương nương tử là người như thế nào?" Cố Hoài nhu nhẹ giọng hỏi. Càng Đào sửng sốt, tiến lên hai bước nhỏ giọng nói, "Nô tỳ cảm thấy nàng ta là người thông minh, với những lời nô tỳ vừa nghe được thì nàng ta vừa có lý lẽ vừa có căn cứ, khiến người khác tin phục." "Vậy ngươi cảm thấy nàng ta có xứng đáng để ta nương nhờ không?" Cố thị cao mày, mặc dù bây giờ nàng ta đắc sủng, nhưng cũng không biết khi nào ra sẽ tính sổ với nàng ta. Nếu ta thật sự đứng cùng thuyền với nàng ta, đến lúc đó bị liên lụy thì phải làm thế nào? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.